Hey, chào các bạn, và lại Tâm Chè đây các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày cuối tuần an lành nha mọi người. Bà ngoại đây các bạn ơi. Bà Chè mới mua giò gà đây các bạn. Về ngoại với bếp củi cho vui đó các bạn. Gà hấp hành hả em? Chứ gà hấp hành hả? Nay cho ngoại ăn thôi. Hồi đó Tâm Chè ăn món riêng các bạn ơi. Bên tối giờ rồi mọi người. Bà chế nước dừa vô đó các bạn. Bà chế nước dừa vô này nha. Rồi chắc phải đậy hầm lại rồi mọi người, cho nó giò gà nó mềm. Bà ngoại bà thích ăn vậy đó các bạn. Đó, đậy lại cho giò gà nó mềm. Có nắp nào to hơn không? Chà, trời nắng lên luôn rồi các bạn ơi. Đó, bò giờ để gia vị vô đó các bạn. Để gia vị vô đó, đường, bột ngọt, nước mắm, tiêu luôn đó mọi người. Chín rồi các bạn ơi. Trời nắng lên rồi mọi người, đang chỉ mưa chiều mà giờ 4 giờ rồi mà nắng lên rồi mọi người. À, giờ chín rồi, mềm rồi các bạn. Bà Chè để hành vô nè mọi người. Chè để trước cái nó màu hành nó màu đen xấu lắm nha các bạn. À, thành ra để hành vô rồi khi mình để tiêu. Rồi để cho ngoại ăn, ngoại mới thích thèm món này. Đây có ai làm cho ngoại ăn đâu. Đó, chút xíu rồi lấy ra nha ngoại. Chín rồi mọi người ơi. Chè đang sớt ra kìa các bạn. Để cho nguội cho ngoài ăn. Ngoài không ăn nóng được. Thì các bạn ơi, một dĩa chà bá. Cái mâm chứ cái dĩa gì các bạn. Mâm hành chà bá lửa luôn. Hành nắp giò gà các bạn. Giò gà hấp hành. Con ngoại ăn hết trơn cái này nè con. Rồi. Rồi bắp coi ơi. Vô. Mời các cháu. Các cháu ăn giò gà. Giò gà hành tiên rồi khoan để cho cái gà con gót là con chưa? Từ từ rồi hết hai ngày hết lon hạt. Từ từ hết lon hạt. Kìa, nhậu ghê không? Chơi luôn nó đầy luôn. Thôi được rồi con hết. Thôi được rồi. Thấy cái xong rồi rồi đó, chơi luôn. Hôm nay mình nhậu với bà chị ấy quên với bà ngoại. Mọi người ơi. Mời các cháu. Ăn gấp hành luôn. Ăn gấp hành, ăn sung. Ăn sung. Ông chết đâu quá rồi. Cầm cho gà không ạ? Cầm đâu ạ? Cầm cạp luôn ạ. Thôi rửa tay. Gấp hành ngon ạ. Mình nhậu với bà ngoại, mình ăn giò gà với ngoại không? Cái này ngon mặn này. Trời ơi. Hăng hăng tính. Con coi rồi. Để lên chỗ cây ấy đó con. Thằng không mở rồi nhấp chân á. Chỗ cầu the á. Ngon không mày? Ngon. Vừa gà gỡ hấp sao mềm không? Mềm, vừa ăn rồi, đúng rồi. Vô, các cháu vô. Ủa, chờ cho nó chứ. Kệ, quay uống thay đi mày. Đốt vô nữa. Nên Tâm Chè nhậu hết nổi rồi các bạn ơi. Tôi phim cho mọi người nhậu, Tâm Chè nhậu hết nổi rồi. Bà ngoại chấp con đi. Bà chấp con. Con uống thua rồi. Cái ly đó còn còn nguyên quá à. Nè. Đi nào cậu đi. Đi này. Uống rồi cậu cho con tiếp. Nổ nào dầu gà hấp mềm lắm mọi người. Ngon. Thơm lắm.
ăn hành vô. Con không ăn hành được. Không ăn hành luôn. Không đói. Chả tới ghét đấy. Ủa? Đấy. Cái hết. Kéo 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 kéo. Rồi luôn. Rồi, ăn con gắp cho. Khoan, ăn hành ăn chơi chứ sung. Ăn hành ăn chơi nó sung. Sung như cô dâu 62 tuổi vậy nè. Con này là bà ngoại 82 tuổi. Nó sung. Ăn hành chơi sung là cá cháu. Ngon quá. Bà chị không biết ăn cắp hành mọi người ơi, mở vậy bà chị không có chung. Cầm cảm lắm bố bé. Ăn thôi. Cái này bà ngon không? Ủa, gà hết cho cái gà luôn. Ăn lạnh như vậy chứ. Ai có cái ngon nào? Ngon ngon ngon. Tính là bánh đó đấy. Cái này nãy em phải luộc trước rồi được. Mệt chết rồi mày kiểu vậy. Sao thấy bộ ăn cái dây vậy? Tại vì tao không căng. Mày có căng mà nhai rồi, khỏi không căng sao? Con ăn đâu có đổ, giờ con hết ăn rồi. Xưa nay con ăn cháo con. Nhớ rồi nấu cho con ngoài, hồi cũng muốn con một thau con. Ăn gì? Cháo. Cháo trắng với cái dầu. Dầu cái dầu. Cháo liêm nếm vào qua, để cái chai vô. Cái hành, thì nó ăn hành với tiêu với nước mắm thì không? Còn miếng hành ngon lắm mọi người, chân gà hấp gốc hành ăn rất là ngon mọi người. Vô cũng như vậy. Vô đi ngoài ăn, hôm nay còn nhậu hết nổi rồi. Vô hết bia luôn ngoại. Vô hết luôn. Vô hết bia là kết thúc video luôn ngoại. Đó là. Sao? Để ăn đó hả? Rồi, vô luôn. Rồi các cháu nha. Với bà là con nghe. Thấy bà uống mình thấy ngán. Giờ hết, giờ hết, giờ hết luôn bia luôn rồi các bạn. Thôi, mình thua bà ngoại rồi. Thua à? Thua bà ngoại nghe ngoại. Trời, ngoại làm sập luôn. Thôi, vừa. Lên luôn hả? Ừ.
Trời ơi, quá dữ luôn. Vô mồi liền ngoại ơi, đưa cá cho ngoại liền. Vô mồi liền. Vô mồi liền. À, mình chịu thua ngoại rồi. Mình không muốn được. Chơi luôn. Thôi. Ừ. Vô luôn đi nữa nè, ngang 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 cháu. Không có mất kìa. Ừ. Không muốn hả? Không có việc lấy không ra. Thôi. Đi bà chè chịu thua ngoại rồi. Thấy bia ngém. Ngon chơi bụng. Rồi kết thúc chưa à? Thôi vậy Tâm Trì Vinh Long xin chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha các bạn. Bà ngoại chào mọi người luôn, bà ngoại ơi. Bà Trì chào mọi người luôn.